Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh đây. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Như vậy là cái dự án Premier League ở trên sàn Hobby Global đã trả về ví của các bạn rồi nhé. Những bạn nào mà hold đồng HT trên 300 HT thì các bạn sẽ được trả khoảng hơn 100 đô la. Tức là các bạn được trả 10 14 đồng. Tầm khoảng 14 đồng. Đấy, tức là bây giờ là tương đương với khoảng 91 đô la mọi người nhé. Đấy, coi như là mình hô và nó trừ của mình 5 đô mọi người ạ. Cái dự án mono này nó trừ của mình 5 đô. Thì coi như là mình được nhân 10 mọi người ạ. Đấy. Hơn 10 một ít, 14, 15 gì đấy nhá mọi người nhá. Đấy, cái dự án này được nhân khoảng 15. Lúc nãy mình bán được 8 hay 8 đô, 8 đô 1 hay 8 đô 2 gì đấy. Đấy thì nói chung là nó nhân được khoảng đây cái lệnh của mình này. Đấy, 8 đô. Được 111 đô mọi người ạ. Đấy, coi như là mình bỏ ra 5 đô thì được hơn 20 nhỉ, nhân 20 mấy ấy, 21 22 gì đấy. Bán rồi mọi người ạ, ít quá. Đấy. Mà hô thì là hô hô 300 HT thì tương đương với khoảng 3.500 đô la mọi người nhá. Đấy. Thì cái dự án Premier League này thì giống như những cái dự án trước đây thôi. Nó sẽ có hai cái nền tảng khác nhau. Một là các bạn sẽ hold cái đồng HT để chúng ta được chia sẻ phần trăm lợi nhuận, thì mình sẽ nhận được ít hơn. Còn thứ hai nữa là chúng ta hold 50 USDT để chúng ta tham gia cái dự án quay may mắn. Cái dự án đấy thì nhân phẩm cực cao thì mới nhận được thôi mọi người nhé. Đấy, nếu mà các bạn nhận được cái vé đấy, hold 50 đồng mà chúng ta nhận được một vé đấy là được 144 là nhỉ? Đúng rồi. 144 coin thì tương đương với khoảng 939 đô la mọi người nhé. Nhưng mà chúng ta bỏ ra có 50 đô thôi. Đấy, coi như là chúng ta vẫn được nhân 20 đấy mọi người ạ. Đấy. Đây là những cái bạn thật sự là may mắn đấy, tại vì là nó có mấy nghìn vé thôi, mà trong khi đấy là mấy trăm nghìn người tham gia ấy. Đấy, cho nên là đây là đây các bạn được nhân 16 phải không? Tôi thì biết làm sao được. Hôm trước thì mình có làm cái video để hướng dẫn các bạn rồi. Các bạn nếu mà theo dõi kênh của mình thì đều biết cái dự án Mono này thì mình đã giới thiệu lên kênh của mình rồi. Đấy. Hôm trước hướng dẫn các bạn tham gia dự án Premier League lần 3 của sàn Hobby đây. Đây là dự án này đấy. Đấy. Lần sau mà các bạn tham gia dự án Premier League ấy, thì mọi người cứ làm y như cái lần ấy thôi, như những lần trước mình hướng dẫn các bạn thôi nhé. Chúng ta chỉ cần hô HT cũng như là hoặc là chúng ta hô USDT đấy, để chúng ta có thể tham gia. Ở đây thì chúng ta thấy là mình đang có là hơn 300 đồng HT này mọi người đấy, mình vẫn đang hô HT thôi đấy. Ok, mọi người ơi, nếu lần sau các bạn tham gia vào Prim List nhá, thì các bạn phải để ý cho mình là nó chỉ cho các bạn tham gia một cái event thôi. Nó sẽ có hai cái event, là một là tham gia cái hô 50 USDT đấy. Cái thứ hai nữa là các bạn hô HT. Thì mỗi ACC thì các bạn nó cho chọn chỉ có một thôi nhá. Các bạn hô USDT nó cũng không cho tham gia USDT. Nếu mà các bạn đã tham gia HT hô. Còn nếu mà các bạn tham gia USDT rồi thì HT hô các bạn không được tham gia nữa. Đấy, hôm trước mình không biết, mình cứ tưởng là được hô HT cũng được tham gia và hô tham gia cả hai cái event hô HT và hô USDT, nhưng mà không phải như thế. Hôm nay thì mình nó cho tích chỉ một lần thôi mọi người nhé. Đấy, nó cho tích đúng có một lần thôi, thì tức là mình được tham gia đúng có một sự kiện là hô thôi. Mình đã tham gia hô rồi thì không được tham gia hô USDT nữa. Đấy, vì thế cho nên bạn nào mà hô HT rồi ấy, thì mọi người không cần phải hô USDT nữa đâu nhé. Tại vì hô USDT nó cũng không cho tham gia hô USDT nữa. Nhưng mà hô USDT thì rất là khó trúng nha mọi người nhá. Những bạn nào nhân phẩm tốt thì mới có thể trúng được cái dự án này. Còn nếu mà không thì tạch hoài. Mình hầu như là mình hô USDT khoảng lần này lần 3 rồi mà. Hai lần trước mình không trúng luôn. Đấy, cho nên mình chuyển qua hô HT. Nếu mà hô HT thì nó đảm bảo hơn các bạn nhé. Nếu các bạn hô 300 HT trở lên thì đảm bảo là các bạn mỗi dự án các bạn đều nhận được khoảng 100 đến 200-300 đô la. Đấy, nói chung là tùy những cái dự án nó ít ít nhiều ấy.
Ok, nếu mà bạn nào mà cảm thấy yêu quý cũng như là thích những cái dự án Premier League này thì các bạn có thể đăng ký kênh của mình nhé, kênh YouTube cũng như là kênh Telegram của mình để mình update cho các bạn những dự án khác nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.